Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Trường Sa, dọc theo bờ kè kinh Ngư Lộc Thị Nghè, quận 3 Sài Gòn, tối ngày 20 tháng 12 năm 2017. Sài Gòn đang lạnh cái gì, nhiệt độ khoảng 20 độ C. Chỉ còn 4 ngày nữa là Noel. Sài Gòn các quán tiệm trang trí đèn, cây thông đẹp cái gì. Đây là đường Lê Bình quẹo qua Hòa Hiệp đấy. Đây là thuộc Tân Bình này. Hẻm Sài Gòn buổi tối. Nay trời lạnh. Quán xá vắng vẻ, ai cũng ở nhà trùm mền cái gì ha. Lạnh quá ngoại đi chơi. Trái là bệnh viện Thống Nhất. Bên phải là tiệm bánh ướt Bể Hiền nổi tiếng đó. Rồi, đây là đường Lý Thường Kiệt đi thẳng là về Chợ Lớn á. Quẹo phải đi là vô đường Tái Thiết hướng về khu làng Dệt Bảy Hiền nổi tiếng ngày xưa, người dân gốc Quảng Nam vô đây nhiều lắm vậy. Tuy nhiên bây giờ là dệt công nghiệp á, dệt truyền thống bị mai một. Khu này là chuyên bán đồ ăn món gốc Quảng. Sài Gòn trời lạnh đó, thấy người ta không có ra đường chơi gì ha. Quán xá giờ vẫn que hết trơn rồi.
Đây là đường Võ Thành Trang. Quán hủ tiếu Nhân Quán nổi tiếng. Rồi đi đường Bầu Cát, phường 11 Tân Bình. Là đường Bầu Cát chính là gì, khu này là nổi tiếng ngày xưa trời mưa hay ngập á, bây giờ đỡ rồi. Lại khu Bầu Cát là khu này nè, dọc theo đường này là nó sẽ có những con đường song song, Bầu Cát 1, Bầu Cát 2, Bầu Cát 3, Bầu Cát 8 gì đó. Rồi thấy quán cà phê và trang trí của em đẹp. Đây là đường Ba Vân đấy chị.
Đó, Sài Gòn gần 11 giờ đêm nay. À, tối nay là tối thứ tư Sài Gòn. Wow, đèn trang trí Noel đẹp quá. Hàng đá là bằng đèn nhái rất đẹp hơn. Ok, về gần tới nhà quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon, good night, mùa Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai nha. Thank you. Goodbye.